Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Ở video này, KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để kích hoạt bảo mật 2FA cho tài khoản Gmail. Thì trước hết, quý vị hãy đăng nhập vào tài khoản Gmail của quý vị này. Rồi quý vị chọn đến cái biểu tượng cài đặt phía bên trên góc tay phải. Quý vị chọn tiếp là xem tất cả chế độ cài đặt này. Rồi quý vị chọn vào tài khoản và nhập. Quý vị chọn tiếp các cài đặt khác cho tài khoản Google này. Rồi quý vị chọn vào bảo mật này. Quý vị chọn tiếp là bảo mật tài khoản. Ở cái phần 52 bước, quý vị chọn thêm số điện thoại. Quý vị hãy nhập mật khẩu của quý vị vào cái ô mật khẩu và chọn tiếp theo này. Ok, thì ở bước này, 52 bước bằng cách thêm cái số điện thoại KTV đã thêm vào rồi. Quý vị tìm đến cái phần này, ứng dụng Authenticator này, quý vị chọn vào cài đặt này. Quý vị dùng iPhone thì chọn iPhone, quý vị sử dụng điện thoại hệ điều hành Android thì chọn là Android. Rồi quý vị chọn tiếp theo này. Và quý vị lấy điện thoại, quý vị hãy mở cái app Authy lên. Quý vị hãy quét cái mã QR này. Rồi quý vị chọn tiếp theo này. Quý vị hãy nhập cái mã ở trên cái app Authy trên điện thoại của quý vị vào. Rồi quý vị chọn xác minh này. Quý vị nhập nhanh trong vòng 30 giây. Khi quý vị nhập chính xác, nó sẽ báo thành công xong này. Ok, vậy là đã bật xác minh 2FA cho tài khoản Gmail.